cô không xứng đáng để có mặt ở cái cuộc thi này. Đừng để làm tớ này là tớ mà tớ dùng năng lực của mình, khả năng của mình để đứng ở đây, nó không phải là tự nhiên. Khả năng của cô là vẽ được cái cặp lông mày như thế kia rồi hết à? Cột được cái tóc lên giữa đỉnh đầu đấy gọi là khả năng à? Không, thế là khả năng của mấy anh chị mới thấp. Và cột tóc là khả năng của người khác, không phải khả năng của tớ. Khả năng của cô là gì? Là như vậy hả? Là mặt trơ chắn bóng không có miếng cảm xúc. Tôi nghĩ là cô nên đi về đi. Cái nhà này, có biết cái nhà này là nhà nào không? Tôi là trò chơi của cô đấy ạ. À. Tại vì nãy chị nói chị thích nhảy thôi mà em mới chỉ cho chị mà. Chứ nhảy dây. Có cả gan mà. Nhảy dây dây đâu, nhảy dây dây đâu. Chị ơi, chúng nó coi thường chị quá. Em đâu có coi thường gì đâu. Chứ vừa nói vừa cười chứ không coi thường là gì. Cái đó. Cái gì mà bám cái dây lên trên đấy thì làm sao mà tạo dáng? Bao nhiêu lần chụp ở trong studio bám dây quen rồi à? Tạo dáng trên không cơ mà. Làm lại nha. Em sẽ đây sẽ là một cái chương trình mang tên là Việt Nam's Next Top Ngất Xỉu. Quá mệt mỏi rồi. Quá siêu máu. Khi không có cơ hội mà mình có thể tạo ra, tại sao mình lại không tự tạo cho mình một cơ hội? Em thì không đồng ý với quan điểm đó. Em nghĩ là một người mẫu hay là một siêu mẫu thì cần phải đi lên bằng thực lực của mình. Em đem cái giấy khai sinh của em ra đây rồi em hãy nói chuyện tiếp tục. Là như thế nào là cách sống, hiểu chưa? Sống ảo thì sống ảo, nhưng mà quan trọng là cái mình có mình cũng giữ ra, mình nâng cao lực của mình, năng lực của mình có. Chị im đi. Em ức chế sẵn rồi. Ai làm gì em mà em ức chế và em bức xúc? Giờ em không nói ra, hoặc không phải là không có gì cả. Yến có một cái thái độ không hợp tác. Thế thôi, nếu như mình không làm gì sai, sẽ chẳng sợ gì cả. Nói thì người ta bảo là con này nhỏ mà láo. Không nói là không chịu nổi nữa rồi. Anh thầy dạy một chút tôn trọng được không? Và em thừa hiểu một điều rằng là đối với một đứa cá tính như anh á, nếu như em không đủ tư cách để mồi vào đấy á, thì đừng hòng mà bước được vào cửa chung với anh chứ, chưa nói gì đến cái chuyện mà ngồi bên cạnh anh đâu. Cho nên là đừng bao giờ nói rằng là anh không tôn trọng em. Bức xúc và ấm ức khi mà bị đưa vào cái tình thế. Em thì em nghĩ rằng kết quả vẫn luôn là kết quả. Anh ơi, đây chỉ là một người duy nhất làm ok được so với tất cả đa số những người không làm được. Họ không làm được đó nè. Khi em là diễn viên thì em lúc này em là con sen, ngày mai em là con sao. Nhưng khi em là người mẫu, em chỉ đơn giản em cần phải diễn cái nhân vật đấy. Diễn viên rồi thì phải là làm sao? Diễn viên anh ơi, những cái sản phẩm như này để tôi kết luận được và từ đây để kết luận thử thách cho các bạn được. Không phải làm được, kết luận quá bất công với các bạn anh nào. Không thể. Em ơi, đây là kết quả của một tuần. Nghĩa là bây giờ Nam Trung thì quyết định là loại. Còn em thì em nghĩ rằng là không thể loại được, không thể loại được. Kết quả của mỗi một tập cần phải đưa ra một cái quyết định loại, phải đưa những người chưa có sự cố gắng ra về. Em nghĩ là phải loại. Anh gì không phải làm sao mà loại được anh? Không thể. Phải loại. Loại cái gì? Loại hết à? Nếu mà loại thí sinh thì tôi nghĩ chắc phải loại hết, hoặc loại gần hết. Rõ ràng đâu phải còn là một cuộc thi nữa. Anh Nam Trung không nhìn thấy những điều đó và cứ cho đó là được. Không thể nào loại thí sinh trong phần này được và phải cho các bạn những cơ hội khác. Sao lại hết có người tốt có người xấu? Ai mà tốt tốt chỗ nào anh? Thôi, tôi thấy các bạn quá ồn ào, không giải quyết được một cái vấn đề gì cả. Bây giờ tôi đề nghị các bạn đi ra ngoài bình tĩnh lại rồi quay lại đây. Tôi cần một mình. Em chả có gì không bình tĩnh cả. Không còn cách nào khác vì các bạn quá ồn ào và tôi đã phải.